Chào mừng bạn đến với bảng xếp hạng. Cuộc đua có những thứ lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn sẽ không bao giờ kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới danh sách những chiếc xe tuyệt vời và lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh này. Giờ hãy ngồi lại, thư giãn và tận hưởng video nhé! Số 10, SRN4. Không nghi ngờ gì, đây là một trong những con tàu tuyệt vời nhất trong việc di chuyển trên đất liền cũng như dưới nước. Chiếc tàu này đã gây ngạc nhiên khi xuất hiện lần đầu tiên trên truyền thông và nó được sản xuất bởi tổ chức tàu Anh Quốc. Con tàu điên rồ này có khả năng chuyên chở 400 người và 60 ô tô. SRN4 là chiếc thủy phi cơ lớn nhất được chế tạo từ trước tới nay. Mang trên mình 4 cánh quạt cỡ lớn và bền nhất thế giới. Chúng được chạy bằng động cơ với những cuộn Proteus. Mỗi cánh quạt với động cơ riêng của chúng có thể tiêu tốn hàng tấn nhiên liệu mỗi giờ. Tốc độ trung bình của chúng là 85,7 dặm mỗi giờ. Chiếc tàu Zhu thường được quân đội sử dụng để cho quân đội đổ bộ. Con tàu dài 57m và có khả năng vận chuyển tới 555 tấn tải trọng. Nó được thiết kế vào những năm 80 bởi Liên Xô để cạnh tranh với tàu LCAC của Mỹ. Số 9. Thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc xe lửa có lốp xe chạy trên đường thay vì có đường ray? Đó có thể coi như một chiếc xe buýt dài nhất với hơn 30m và là giải pháp tuyệt vời trong giao thông công cộng. Bạn có thể tận hưởng chuyến đi này với hơn 250 người trên xe. Chiếc tàu nhỏ này có khả năng thay đổi hướng chính xác của hai khoang sau theo đúng hướng động cơ. Nó trông giống như một con anaconda bằng điện với sứ mệnh bảo vệ môi trường tự nhiên và giảm chi phí đi lại cho mỗi người. Bạn thì sao? Có muốn lái chiếc xe buýt đó chứ? Số 8. MIL-MI-26 là chiếc máy bay trực thăng nặng nhất trên hành tinh. Nó là chiếc trực thăng lớn nhất và là động cơ lớn nhất được sản xuất bởi Liên Xô, phục vụ cho cả quân sự lẫn dân sự. Nó có 8 trục quay chính và có khả năng bay trong trường hợp mất hoạt động của một động cơ. Nhờ vào động cơ khỏe, chiếc máy bay này vẫn đang giữ kỷ lục thế giới về việc nâng cao vật thể. Nó có thể mang tới 82 lính với quân trang đầy đủ hoặc 20 tấn hàng hóa bên trong. Mặc dù cao ngang một ngôi nhà 3 tầng nhưng nó có khả năng bay đáng ngạc nhiên lên tới 187 dặm mỗi giờ. Số 7. Nếu là một người yêu thích những chiếc xe máy, bạn có thể sẽ rất muốn biết đến chiếc xe lớn nhất hành tinh của Fabio Gaggiani đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Chiếc xe này có đầy đủ chức năng và được giới thiệu lần đầu tại triển lãm xe Expo 2012. Con thú này được trang bị động cơ 5.7 V8 Chevrolet 280 mã lực và cao tới 5m hơn cả một chiếc xe tải và xe buýt với 5,5 tấn. Nó đã hoàn thành chuyến đi thử được 100m, được kỷ lục thế giới ghi lại như một sự hoàn hảo của sự kết hợp của thiết kế và tốc độ. Tôi thì nghĩ chiếc xe này được thiết kế dành cho Húc vì anh ấy mới có thể nhảy lên. Số 6. Gan. Đây là một thuyền thoại và là chiếc tàu hỏa lớn nhất trên thế giới từng chạy ở Úc từ Bắc tới Nam. Đây là chiếc tàu chở khách dài nhất có chiều dài lên tới 600m, thậm chí lên tới vài km. Nó bao gồm 4 toa. Nhiều trong số đó là những nhà hàng hạng sang và chiếc xe lửa hạng sang này cung cấp cho bạn nhiều hơn những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thưởng thức niềm vui trên chuyến tàu sang trọng này, bạn nên chuẩn bị 2.000 đô la trong túi cho một vé phải chăng. Bạn chắc chắn sẽ có những giây phút tận hưởng bên trong. Số 5. Chiếc limo dài nhất. Nhà thiết kế xe huyền thoại Jay Oliver nổi tiếng với những chiếc xe tại Hollywood. Về khoa học viễn tưởng như chiếc xe rơi này chẳng hạn. Ông ấy có bộ sưu tập đáng ngạc nhiên về những chiếc limo size và đã từng cho thế giới chứng kiến chiếc xe hơi dài nhất.
Nó được gọi là giấc mơ Mỹ và đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Chiếc xe dài tới hơn 30 mét và có 26 bánh xe và có thể lái từ hai đầu. Nó có một chỗ đáp cho chiếc trực thăng mini, một vài phòng sang trọng và hai cabin riêng biệt. Thật không may, chiếc xe này chạy rất chậm và chưa có đủ pháp lý để lưu thông trên đường. Number 4. Số 4, Dodge Power Wagon. Đây là chiếc xe tải lớn nhất thế giới. Ngày nay không có ai là không biết người Ả Rập thường tiêu tiền vào những thứ điên rồ. Nhưng đây lại là trường hợp đặc biệt. Sheikh Hamid bin Hamdan, một nhà buôn dầu mỏ được biết tới với 7 bộ sưu tập chiếc Mercedes với 7 màu cầu vồng, thậm chí tên của ông còn được hiện diện trên cả bản đồ vệ tinh. Dodge Power Wagon là chiếc xe tải lớn nhất thế giới với kích cỡ lớn hơn 8 lần kích cỡ ban đầu của dòng xe này. Bên trong có 4 phòng ngủ và nặng hơn 50 tấn. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ chưa bao giờ thấy một chiếc xe tải lớn như vậy. Thân xe và các bộ phận của máy có kích thước lớn hơn 50 lần xe tải thông thường. Number 3. Số 3, Airbus A380. Airbus A380 là chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Nó có chiều cao tương tự một tòa nhà 8 tầng và dài như một sân bóng đá. Nó có giá xấp xỉ 500 triệu đô la. Nó được chế tạo để có thể chứa tới 850 hành khách. Bạn có thể thấy được nhiều trang trí mang tính thẩm mỹ và sang trọng bên trong như phòng tập gym, bar và thậm chí cả sòng bạc. Nhưng mô hình đầu tiên từng được chế tạo và bán tại chợ đen và được bán để trở thành phương tiện tư nhân cho các tỷ phú. Số 2, xe vận chuyển của NASA. Đây là chiếc xe di chuyển trên mặt đất lớn nhất trên hành tinh. Được chế tạo vào năm 1965, được biết đến chính thức với tên gọi phương tiện vận chuyển tên lửa. Phương tiện vận tải này được sử dụng để vận chuyển tàu vũ trụ từ các bộ phận lắp ráp của NASA. Tổng chi phí để xây dựng nó là 28 triệu đô la. Nó dài 40m, rộng 35m và nặng 3.000 tấn. Nhờ 30 động cơ mạnh mẽ, nó có khả năng di chuyển tới 8.000 tấn tải trọng cùng với sự giám sát, điều khiển của hơn 30 thợ tay nghề cao. Nó có hệ thống san lớp mặt bằng bằng laser giúp cho quá trình hoạt động ổn định. Cho tới bây giờ, chúng được sử dụng để vận chuyển tàu vũ trụ có rất ít nâng cấp từ khi bắt đầu hoạt động cho tới nay. Number 1. Số 1, Harmony of the Seas. Dài hơn 350m và rộng 60m. Đây là con tàu thủy chở khách lớn nhất từ trước tới nay. Chiều dài của nó hơn tháp Eiffel tới 50m. Và có nhiều cabin hạng sang có thể chứa 9.000 người. Có 20.000 công nhân từ 77 quốc gia chịu trách nhiệm duy trì hoạt động thường xuyên. Con tàu khổng lồ này có trọng lượng lên tới 120.000 tấn và được khánh thành vào năm 2016 sau 3 năm xây dựng. Nếu bạn muốn dành thời gian trên chiếc thuyền này trong 17 ngày, bạn phải chi hơn 1.000 đô la. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng hay buồn chán vì có rất nhiều thứ bạn có thể tận hưởng. Con tàu được chia thành nhiều khoang như khu trượt nước ở công viên với 1.000 cây rất lớn hay như sân trượt băng và nhà hàng với người phục vụ bằng robot hay như thưởng thức hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật bên trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy chia sẻ video này để đăng ký nó trong danh sách Guinness về video được chia sẻ nhiều nhất trên YouTube. Hãy đạt mục tiêu cùng nhau nào. Tôi tin vào bạn nếu bạn ở đây và cảm thấy thoải mái. Hãy theo dõi chúng tôi và tôi sẽ gặp lại bạn trong những video tiếp theo.